Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần 14 tây tháng 8 năm 2015. Và thưa quý vị, hôm nay bạn đồng nghiệp của tôi là anh Đỗ Dũng đi công tác ở miền Bắc California. Cho nên hôm nay là chương trình chỉ có một mình chúng tôi đảm trách sáng ngày hôm nay. Chúng tôi cũng có rất nhiều thư và chúng tôi xin trả lời để trước khi cuối tuần, không thưa tuần sau quá trễ. Và có một số sự kiện rất là đáng chú ý trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Khán giả Trương Bùi Thanh Lan, ngày hôm qua bà có viết một lá thư rất là dài, đề cập nhiều vấn đề. Và trong ngày hôm nay thì bà cảm ơn là chúng tôi đã trả lời cái email của bà. Là bà có viết rằng, có điều tôi thắc mắc là ông Bùi Văn Tánh là cư dân vùng Houston, Texas. Tôi không hiểu tại sao cộng đồng người Việt tị nạn ở Houston không có phản ứng, phản đối biểu tình trước tòa lãnh sự Việt Cộng tại Houston. Và không hiểu tại sao hai anh phóng viên Vũ Nhân không có phỏng vấn thăm dò ý kiến của cộng đồng người Việt tị nạn tại Houston về chuyện này mà lại đi phỏng vấn những cộng đồng người Việt ở nơi khác. Sẵn câu chuyện này, đây là cái câu chuyện mà ngay từ đầu giờ chúng tôi nói có một cái sự kiện mà cộng đồng Việt Nam chúng ta rất là quan tâm đến chuyện này. Và qua cái câu viết của bà Trương Bùi Thanh Lan, thì thưa bà, hiện tại bây giờ phóng viên Vũ Nhân của SBTN đang có mặt tại Houston. Và bây giờ ngay trên đầu dây của đài truyền hình, anh Vũ Nhân đang ở Houston để có thể tường trình cùng quý vị những gì xảy ra liên quan đến chuyện ông Bùi Văn Tánh. Xin chào anh Vũ Nhân. Vũ Nhân, xin chào anh Mai Phi Long cùng quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Cái không khí ở Houston chào đón anh như thế nào anh Vũ Nhân? Dạ thưa anh Mai Phi Long, kính thưa quý vị khán giả đài truyền hình SBTN, kính thưa quý đồng hương người Việt tại thành phố Houston. Cái niềm vui của Vũ Nhân là khi mà đồng ý mình trẻ máy bay rồi cũng ấy vậy thôi, nhưng mà khi đến xuống thì cộng đồng và quý cô, quý chú, quý anh tiếp đón rất là niềm nở. Vũ Nhân đi một vòng thì gặp một số người trong ban giám sát rồi ban cố vấn của cộng đồng, thì Vũ Nhân thấy đó là những ý kiến thì người ta cũng có chung một cái quan điểm là đại khái là đây là cái đòn thử của chính quyền Cộng sản Việt Nam đối với cộng đồng người Việt hải ngoại. Và đối với cương vị một người phóng viên thì Vũ Nhân chỉ là cái người để lấy tin tức thôi. Dạ thật. Và thưa anh Vũ Nhân, ngày hôm qua anh đã có dịp gặp vợ của anh, ông Bùi Văn Tánh. Bây giờ anh Vũ Nhân có thể nói sơ qua cái tình hình của gia đình của ông Bùi Văn Tánh bây giờ như thế nào anh? Dạ thưa anh, tôi và ca nhạc sĩ Hoàng Thường đã đi đến nhà của bà vợ ông Bùi và nhà của ông Bùi Văn Tánh. Thì đi nhiều lần nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi cũng gặp được bà Phương Đặng, tức là vợ của Bùi Văn Tánh, và bà đã nhận lời trả lời phỏng vấn của đài truyền hình SBTN. Dạ thưa anh, thì tôi thấy bà gia đình người ta rất là hoang mang. Bà nói chuyện với tôi mà bà muốn khóc. Bà nói là bà cần đồng hương, quý vị đồng hương, cộng đồng và nhất là quý vị dân cử giúp bà để làm sao mà cho chồng bà về lại được bên Mỹ. Mà cái điều quan trọng nhất á là con bà năm nay 15 tuổi đi chung với là ông chồng bà về Việt Nam, và nếu nó không trả visa cho chồng bà ra lại đó thì con bà sẽ bị trễ học. Đó là cái điều mà bà nói mà tôi cảm thấy rất là cảm động lúc mà nói, tôi và ca nhạc sĩ Hoàng Thường có mặt ở đó rất là cảm động khi nghe bà nói như vậy. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi ghi nhận. Về lại thì cũng cỡ 9 giờ tối tôi đi ra khỏi nhà bà, thì tôi cảm thấy trong lòng tôi rất là xôn, rất là buồn anh. Tại vì mình thấy một cái người đàn bà, anh thấy cái cảnh gia đình đó rất là không phải là mình nói là nghèo, nhưng mà rất là khó khăn khi một cái người đàn ông trong gia đình, đúng không? Rồi cộng thêm cái áp lực mà bây giờ bà lo âu không biết làm sao con gái bà về để mà đi học cho kịp cái này. Đó là những cái điều mà nấy lâu này mình không có biết. Khi mà vô tiếp xúc được đó, tôi mới thấy rất là cảm động. Và tôi nghĩ là một người phóng viên thì với cái khả năng của một người phóng viên thì tôi sẽ làm tất cả những gì, tôi đưa trung thực cái thông tin lên. Và cộng đồng, tôi nghĩ khi mà cộng đồng thấy được những cái điều bà kêu gọi và thấy được những cái thước mà phim mà tôi phóng sự bà đó, thì tôi nghĩ cộng đồng chúng ta cũng nên giúp một cái người như vậy. Thưa quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN, theo cái cuộc nói chuyện của chúng tôi với lại bà vợ ông Tánh, cuộc phỏng vấn tôi với vợ ông Tánh chiều qua, tối hôm qua đó, thì là ngày 8 tháng 1 thì là ông Tánh đi từ Mỹ và về tới Việt Nam và bị bắt là bắt ngày 8 tháng 3. Thì lúc ổng đi về tới Nha Trang thì bị bắt. Thì lúc đó thì công an mời ông, hai người công an phường là
mời ổng lên để mà trình giấy tờ. Thì ổng thì có một thì người ta ổng mới nói là bây giờ đâu có trình giấy tờ gì nữa đâu. Thì nó không có, bây giờ như vậy mời anh lên phường trình. Và từ phường thì theo lời của bà đó là đưa lên trên tỉnh. Và trong cái vòng mà thẩm công an làm việc với ổng là 12 tiếng đồng hồ. Thì theo bà đó là có cái sự ép cung. Thì đó là cái lời mà bà nói. Thì tôi nghĩ á, cái vấn đề mà đầy đủ nhất á, là quý vị khán thính giả là truyền hình SBTN. Chiều nay tôi nghĩ là mình sẽ chiếu cái chương trình đó. Tôi sẽ gửi về cho anh thì anh sẽ chiếu cái lời bà nói và những cái gì xảy ra đối với ông Tánh. Thưa quý vị, ngay trên màn ảnh đó là hình ảnh ông Tánh ngồi kế người cha già của mình. Trong những ngày mà ông về lại Việt Nam với lý do là ông theo ông cụ của ông Thánh là coi như là nằm trong cái tình trạng nguy kịch. Và đây, và bây giờ chúng ta thấy đến một cái hình khác của gia đình của ông Bùi Văn Tánh cung cấp cho anh Vũ Nhân, là coi như là thân phụ của ông Bùi Văn Tánh đã qua đời. Và những cái hình đó là anh Vũ Nhân được gia đình của ông Bùi Văn Tánh cung cấp. Và thưa quý vị, thì cũng trong cái ngày hôm qua, anh Vũ Nhân cũng nói với chúng ta rằng anh có một cái cuộc phỏng vấn sơ qua với vợ của ông Bùi Văn Tánh. Và trong cái chuyện này thì bà Bùi Văn Tánh bà lên tiếng như thế nào? Xin mời quý vị theo dõi đoạn phóng sự sau đây. Nó nói nó đem ông vô nó giống như là bất cứ nó đập bàn đập ghế, nó làm dữ dội, nó ép cung ông xã tôi phải ký tên là giống như cái năm 81 đi cướp tàu. Ông xã tôi nói ông xã tôi đâu có cướp tàu đâu, ông xã tôi đâu có năm 81 đi theo người ta thôi mà chạy theo năm đó là xuống tàu rất là đông, khoảng chừng mấy chục người vậy đông xuống đó. Mà nay nấy xuống tàu đi, đâu có cái này ông xã tôi đâu có cướp tàu mà tại sao nó ép. Thì nó làm đập bàn ghế, nó hành hung ông xã tôi nói hả, nó làm ghê gớm lắm, giống như nó muốn đánh mình vậy đó. Làm dữ dội, ông xã tôi sợ quá, giống như nó giữ mười mấy tiếng nữa, lớp mệt mỏi mà lớp đang trong mình muốn về mình coi ông già mình như thế nào vậy đó. Sao lớp lo lắng lớp này kia, nó ép quá, ông xã tôi bị khủng hoảng tinh thần. Năm nay ông 60 mấy tuổi rồi anh, ông khủng hoảng tinh thần, lớp mệt mỏi lớp này kia. Thành ra cái nó ép quá, cái nó nói bây giờ ký tên nó mới thả ra. Thì ông xã tôi, nó ép quá ông xã tôi phải ký. Mình ký, ông xã tôi ký là để ra thôi, nhưng mà không hiểu, khi mình ký ra thì nó đổ lẽ là nó nói là ông cướp tàu. Dạ, mình bỡ lẽ là nó ghép vô tội mình cướp tàu đi. Ba của ông xã của chị đó là hiện nay tình trạng nó như thế nào? Khi đi về với ông xã của chị đó thì có ai đi theo không? Ba chồng tôi mất cách đây 5 ngày rồi, 5-6 ngày rồi, đã mất rồi. Thì khi ông xã tôi có về thì có dắt thêm con gái tôi cho nó về bển, nó biết ông nội bà nội nó. Thì hiện tại bây giờ thì má chồng tôi bệnh nặng lắm, cũng nặng lắm dạ. Đang ở nhà mà rất là bệnh nặng. Con gái tôi năm nay mới có khoảng tháng 10 này, nó khoảng 15 tuổi thôi. Nó còn nhỏ. Thành ra mong muốn cộng đồng giúp đỡ tôi, kêu tha thiết tôi kêu gọi cộng đồng giúp đỡ tôi để cho bên chính quyền công an, bên chính quyền công an Việt Nam thả trả lại cái passport với visa cho chồng tôi về Mỹ, dắt con tôi về để kịp nó đi học vậy. Dạ thưa chị, trong cái thời gian mà ông Bùi Văn Tánh bị bắt á, thì ở đây gia đình của chị đã có liên lạc với ai và mình đó đã có làm một cái việc gì để kêu gọi chính quyền hoặc là cộng đồng giúp đỡ không dạ thưa chị? Dạ tôi có kêu tha thiết cộng đồng á ở đây giúp đỡ cho tôi á, để giúp đỡ cho tôi kêu gọi này kia đó. Thì nhiều cộng đồng ở đây rất là giúp đỡ tôi, giới thiệu tôi ông này ông nọ vậy đó. Thì tôi làm một cái đơn, thành ra tôi gửi đi rất là nhiều chỗ. Và những như ông Andrin, rồi những người ở trong thượng nghị viện này kia, thì trên cái email người ta nói là người ta đã nhận đơn tôi hết rồi, người ta đang coi cái hồ sơ của chồng tôi. Dạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa xem cái đoạn phóng viên Vũ Nhân phỏng vấn vợ của ông Bùi Văn Tánh. Và trong cái video quý vị vừa xem thì chúng ta thấy rằng bà có nói rằng là bà có gửi đơn đi đến một số các cơ quan và những cái vị đại diện dân cử để mà giúp đỡ gia đình của bà trong cái trường hợp này. Và thưa anh Vũ Nhân,
Trong cái đoạn phóng sự thì vợ của ông Bùi Văn Tấn có đề cập đến những cái đơn bà gửi đến cho các vị dân cử. Thì không biết anh Vũ Dân có được xem qua những cái đơn đó chưa? Và anh nghĩ rằng là sẽ có những cái sự phản hồi nào đó tích cực để giúp đỡ cho gia đình ông Bùi Văn Tấn trong trường hợp này hay không? Dạ, thưa anh Mai Phi Long, thưa quý vị khán giả đài truyền hình SBTN, cái điều mà Vũ Nhân khi mà phỏng vấn xong chưa có lúc nào nó để trong đầu Vũ Nhân một cái nỗi buồn như vậy. Bởi vì cái thứ nhất á, anh và tôi và tất cả nhiều người mình có con đúng không? Anh cứ tưởng tượng một đứa con của mình bị kẹt ở Việt Nam không ra được. Nếu ông cha không có đi ra thì đứa con không ra. Cái điều thứ hai á, mà trong lòng tôi cảm thấy nó buồn là tại vì sao mà khi ba của anh Tấn mất rồi á, 5 ngày rồi, thì tại sao mà người ta không thả anh Tấn về để mà đem đứa con về lại cho nó đi học? Đó là cái điều mà những cái mà tôi cảm thấy nó buồn khi tôi phỏng vấn xong. Và cái thơ đó đấy thì tôi được biết là một số dân biểu Hoa Kỳ cũng đã trả lời cho gia đình của ông Tấn rồi. Và thưa anh Vũ Nhân, theo những cái gì mà anh tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam ở tại Houston, thì anh có biết rằng là các vị ở đó có một cái chương trình hay một cái kế hoạch nào để mà giúp cho gia đình của ông Bùi Văn Tấn được đoàn tụ và đứa con gái 15 tuổi sẽ được trở lại Hoa Kỳ để mà kịp trong cái mùa nhập học sắp tới hay không? Dạ thưa anh, tôi nghĩ là tôi đã nói chuyện với ông chủ tịch cộng đồng và quý vị trong này thì quý vị sẽ theo dõi cái phóng sự của Vũ Nhân trong những ngày tới. Vũ Nhân phỏng vấn rất là nhiều người thì mọi người đều nói lên một cái tấm lòng là làm thế nào để cố gắng đem cho được đứa bé về để cho nó đi học và làm thế nào để cái vấn đề ông Tấn này là phải được rõ ràng, để nếu mà Cộng sản Việt Nam đem ra xét xử thì phải xử công khai và sẽ đưa ra bằng chứng. Đó là những điều mà cộng đồng ở đây sẽ nói. Và trong những ngày sắp tới đó thì tôi cũng được nhiều cái email của ông bác sĩ hội, của ông chủ tịch cộng đồng ở Washington là, và nhiều người khác nữa, thì người ta sẽ nói là người ta kêu gọi mọi người phải lên tiếng cái vụ này, bởi vì đây là một cái việc làm mà mình nghĩ là cần phải làm đó. Đó là theo những người đó nói. Và cái điều mà ở cái cộng đồng người Việt tại Houston á, thì điều đặc biệt là Vũ Nhân xin cảm ơn tất cả quý cô, quý chú, quý anh, quý chị đã tiếp Vũ Nhân ngày hôm qua, và đặc biệt là ca nhạc sĩ Quân Thường đã bỏ một ngày để đi với Vũ Nhân. Đó là cái điều Vũ Nhân xin được cảm ơn tất cả mọi người chúng ta để giúp đỡ cho Vũ Nhân làm được những cái phóng sự như vậy. Và Vũ Nhân nghĩ là trong những ngày tới sẽ có những cái phóng sự hấp dẫn hơn đó thưa anh. Kính mong quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN tiếp tục theo dõi và đặc biệt là vận động mọi người bắt cable để có đài truyền hình SBTN để được có những cái theo dõi, những cái tin tức nóng hổi của cộng đồng đó thưa anh. Vâng, rất cảm ơn Vũ Nhân đã cho chúng tôi cái cuộc phỏng vấn và buổi nói chuyện sáng ngày hôm nay. Và theo như chúng tôi biết là bây giờ hiện tại nhiệt độ của Houston chắc là nóng hơn California rất nhiều. Cho nên xin anh Vũ Nhân nghỉ ngơi để có thể tiếp tục làm việc một cách tốt đẹp hơn trong những thời giờ sắp tới. Dạ thưa anh, nói nghỉ ngơi thì không thể nghỉ được, tại vì một người phóng viên thì phải làm cho tới khi nào mà không làm được thôi. Cảm ơn anh Vũ Nhân, xin chân cảm ơn anh và quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Kính mong quý vị theo dõi chương trình cái phóng sự chiều nay trên đài truyền hình SBTN lúc 6 giờ chiều. Thì sẽ quý vị sẽ thấy vợ của ông Tấn sẽ nói những gì. Đó thưa anh. Cảm ơn Vũ Nhân. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta có một cái cuộc phóng sự, chúng ta được xem những cái phóng sự và có một cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp với anh và phóng viên Vũ Nhân. Anh hiện tại đang ở Houston và trở lại cái câu chuyện liên quan đến gia đình của ông Bùi Văn Tấn. Liệu gia đình ông có được đoàn tụ và đứa con gái có thể quay trở lại Hoa Kỳ kịp trong mùa học sắp tới hay không? Đó là cái sự làm việc của tất cả những người trong cộng đồng Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Xin quý vị vẫn tiếp tục ghi băng tần của SBTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại.